Từ nay cho đến tận vị lai kiếp, chẳng thể tính đếm về sau, tôi sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà quảng thiết nhiều phương tiện, làm cho họ được giải thoát tất cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi đã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như thế, nên đến nay đã trăm ngàn vạn ức na do tha, không thể nói hết số kiếp mà vẫn còn làm vị Bồ Tát. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi Bồ Tát Vạn Thù: Này Văn Thù Sư Lợi, bấy giờ con trai vị trưởng giả nhân đó liền phát nguyện rằng, từ nay cho đến tận vị lai kiếp, chẳng thể tính đếm về sau. Tận vị lai kiếp tức là chỉ cho vô số vô lượng kiếp về sau, tận cùng của số kiếp trong đời vị lai đến hết kiếp vị lai. Kiếp vị lai vì sao lại có thể hết được? Kiếp vị lai vốn chẳng thể hay cùng tận được. Xong ở đây nói hết là ám chỉ quãng thời gian dài bất tận, lâu dài đến nỗi không thể nào tính xuể là bao nhiêu kiếp. Sau khi được nghe Đức Sư Tử phấn tấn cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai giải thích xong, con trai ông trưởng giả bèn phát tâm lập nguyện rằng, kể từ bây giờ cho đến tột số kiếp chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi sẽ vì những chúng sanh tội lỗi trong ngục đạo mà quảng thiết nhiều phương tiện. Bởi chúng sanh ở thế giới Ta Bà cử tâm động niệm không chi là không tội, không chi là không nghiệp, cho nên họ được mệnh danh là những chúng sanh tội khổ trong lục đạo. Lục đạo tức là sáu nẻo đường trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quảng là rộng rãi, thiết là thiết lập đặt ra. Vậy quảng thiết nhiều phương tiện tức là tùy nghi mà đặt ra vô số pháp môn phương tiện, chứ chẳng phải chỉ có một mà thôi. Làm cho họ được giải thoát tất cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Trưởng giả tự nguyện rằng, đến khi nào mọi chúng sanh tội khổ trong lục đạo đều lìa khổ được vui và đều thành Phật cả rồi, thì bấy giờ anh ta mới thành Phật. Nếu còn sót một chúng sanh chưa thành Phật, thì vị trưởng giả tử này cũng sẽ chưa thành Phật. Có câu, nhiều nhất chúng sanh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi quyết không về cõi nê hoàn. Kinh Lăng Nghiêm quyển 3.